cập nhật tình hình hiện tại Cần Thơ, 8 điểm bán hàng bình ổn giá phục vụ người dân trong mùa dịch COVID-19 tại Cần Thơ. Căn cứ công văn số 2733 trên UBND-KGVX ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc thực hiện giãn cách xã hội, phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên toàn địa bàn thành phố Cần Thơ. Để đảm bảo việc cung ứng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu người dân trên địa bàn, Sở Công Thương triển khai các điểm bán hàng bình ổn, phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận, huyện để lựa chọn các địa điểm phù hợp. Hiện nay trên địa bàn đã triển khai các điểm cung ứng hàng hóa bình ổn như sau. Địa điểm 1, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ số 108 A Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Địa điểm 2, Nhà thi đấu đa năng thành phố Cần Thơ đường Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Địa điểm 3, Đại học Y Dược Cần Thơ số 179 Nguyễn Văn Cử, phường An Khánh, quận Ninh Kiều. Địa điểm 4, Đại học Cần Thơ, đường 3 tháng 2, quận Ninh Kiều. Địa điểm 5, điểm bán hàng đường Trần Văn Hoài, quận Ninh Kiều. Địa điểm 6, sân vận động Cần Thơ đường Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Địa điểm 7, điểm bán hàng đường Chí Sinh, phường Tân Phú, quận Cái Răng. Địa điểm 8, khu 586, gần Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cũ, quận Cái Răng. Các địa điểm bán hàng bình ổn khác do Ủy ban Nhân dân quận, huyện chủ động tổ chức.